Rồi, xin kính chào quý vị, cô chú và anh chị nha. Lại là em đây, em là Nam, kênh YouTube của em là Cô Đất đây. Và lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị đã xem ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Thì em xin kính chúc quý vị và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt nha. Và hôm nay xin kính mời quý vị và anh chị cùng em đi về xã Đông Hòa thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Thì ở đây đang có một cái thửa đất với diện tích là 2.250 m² đang rao bán, và hiện trạng là đất cây lâu năm nha quý vị, và đường đan là 3 m nha quý vị. Tiếp giáp đường đan 3 m, xe ô tô vào được. Thì trước mặt chúng ta đây chính là thửa đất đang và có một căn nhà nhỏ nhỏ đang rao bán nha quý vị. Thì diện tích là 2.250 m², giá gia chủ rao bán là 1.950.000.000 nha quý vị. Thì đây là thông tin thửa đất 2.250 m², hiện trạng là đất cây lâu năm nha quý vị. Và đây chính là cái sơ đồ thửa đất nha quý vị. Thì thửa đất của chúng ta có thể là xây nhà theo hướng bắc hoặc là hướng tây nha quý vị, hoặc là chúng ta có thể xây hướng tây bắc cũng được. Thì bây giờ trước mặt chúng ta chính là đường đan nha quý vị. Đây chính là đường đan 3 m. Thì đường này thì xe ô tô tầm 7 chỗ vào được nha quý vị, 7 chỗ vào được vô tư luôn. Đây là cái con đường này là hướng ra ngoài lộ nhựa nha quý vị, hướng trước mặt hướng ra lộ nhựa. Và đây rồi, trước mặt chúng ta chính là cái thửa đất đang rao bán nha quý vị. Thì trên thửa đất đang có một cái căn nhà tiền chế là được làm bằng xung quanh là bằng kính nha quý vị, làm cũng nhìn cũng rất là dễ thương. Thì đây là toàn cảnh của cái phần mặt trước của thửa đất nha, cái phần mặt tiếp giáp với đường đan nha quý vị. Hiện tại là đường đan 3 m nha quý vị. Thì cái phần ở trước này cũng khá là dài nha, khá là dài luôn, thì tiếp xúc với mặt đường đan. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong quý vị và anh chị xem để chúng ta dễ hình dung được thửa đất nha. Thì ở đây cách Sài Gòn cũng không có xa lắm nha quý vị. Thì nó đâu đó tầm khoảng 80 km, tầm khoảng 80 km thôi, cũng rất là gần nha quý vị. Thì trước mặt chúng ta chính là cái căn nhà được làm bằng kính, gia chủ làm thiền chế khi mà cuối tuần người ta họ về đây chơi nha quý vị. Thì xung quanh phường thì chủ yếu là trồng dừa thì nhiều, thì trong phường có dừa có chuối, nhưng mà chúng ta có thể về chúng ta đầu tư thêm, chúng ta có thể là trồng thêm những cái cây khác để chúng ta có phong phú trong cái vườn của chúng ta nha quý vị. Thì vườn này đa số ở ngoài là vườn dừa, nên là em sẽ đi cơ bản một đoạn ra cho quý vị và anh chị dễ hình dung được cái thửa đất vườn này nha. Thì nhìn chung thì thửa đất này rất là sạch nha quý vị, không có màu mã luôn, không có màu mã gì hết. Thì giá gia chủ rao bán là 1.950.000.000. Thì quý vị và anh chị cô chú nào muốn xem thửa đất này trực tiếp thì vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình để em hướng dẫn đi xem đất nha quý vị. Thửa đất thuộc xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Thì đây là căn nhà, nhìn chung thì căn nhà này rất là bé, nói chung là bé xinh xinh. Thì hai người thì vô tư như vậy, hai người ở thì về sinh hoạt ở thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà chúng ta thửa đất này chúng ta về thì chúng ta xây một căn nhà khác nha quý vị, mà xây một căn nhà to hơn cũng được. Thì việc ở đây lên thổ cư thì cũng rất là đơn giản dễ dàng, thì ở đằng trước có cái con đường công cộng nha quý vị, nên là chúng ta lên thổ cư cũng rất là rẻ tiền thôi, cũng không có nhiều. Nhưng mà ở đây không lên thổ cư thì vẫn là xây nhà được bình thường như quý vị, tại vì đất vườn nông thôn. Thì chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa cái khung cảnh của đằng trước căn nhà này nha quý vị. Thì thật sự thì nếu mà quý vị đi đến xem trực tiếp tận mắt á, thì nhìn cái thửa đất này nó rất là sáng, rất là đẹp như vậy, rất là sáng luôn, nhìn vị trí rất là sáng. Thì đến đây thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị đã xem cũng như đã đăng ký ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Thì em một lần nữa xin kính chúc quý vị và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt quý vị cô chú và anh chị nha. Thì đến đây thì em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Rồi, em xin kính chào và hẹn gặp lại nha.